yêu tinh để tìm lại mối duyên thầm. Biết là thiên binh nàng là giỏi tiên cầm, nhưng mà chốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là lương y chữa lành bệnh tương tư, ta mất cả lương chi khi gần nàng nó nương tử. Tình chẳng dấu gì ta đã biết cái tâm thư, kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Biết lấy giang sơn và ta biến như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Không thấy nhói tim nàng có phải cái châm lạ, tự phát sáng như xa lệ tử giúp ta bỏ cái tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân, ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc minh ta cũng là trai tân kết, đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm. Khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu trốn thiên bồng, lục tìm mãi khiến ta vương tình à. Hỡi thế thái nhân gian luôn ngồi ai ơi, chẳng khuya một lần vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình ngạ phàm bách hoa. Có sao khi đã thương phong duyên, nước lên câu hẹn trăm năm chẳng dài.